Tâm Liên đến tìm A Kiệt để chửi mắng, cái đồ tiểu ta mặt dày. Cô nói chuyện cho rõ ràng vào, cô có chút lịch sự nào không? Nói thế nào thì anh cũng là đàn ông, nếu cô muốn gọi thì cũng phải gọi là tiểu vương. Tâm Liên ngơ ra, cô chưa từng gặp tiểu tam nào hống hách như vậy. Tâm Liên nói thẳng, bảo A Kiệt mau chóng đưa tiền bảo hiểm ra. Không cô sẽ mở họp báo thông báo anh là tiểu tam cho mọi người biết, phiền cô gọi xe truyền thông đến trước cửa này, ở ngay đây nè. Đồ biến thái chết tiệt mặt dày, đừng tưởng cô không dám. Nhưng đột nhiên có tiếng nói, chồng à, nghe điện thoại đi chồng. Âm thanh này có biến thành cho cô cũng nhớ, chính là người chồng vừa mất không lâu của mình, là cha của con trai, cũng chính là Tống Chính Viễn dây dưa không rõ ràng với tiểu vương trước mắt này. 3 tháng trước Tống Chính Viễn bị ung thư gan qua đời. Lưu Tâm Liên đến công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm của chồng. Lúc này cô mới được thông báo người thừa hưởng không phải con của cô, đồng thời cũng không phải bản thân mình, mà chính là tiểu ta mặt dày trong người Tâm Liên, Cao Dụ Kiệt. Trong mối quan hệ hỗn loạn này, thứ duy nhất mà Lưu Tâm Liên muốn bảo vệ chính là con trai của mình. Nhưng hôn nhân không viên mãn, oán giận, cằn nhằn đều đổ dồn lên người con trai Trình Hy. Cô ăn xài tiết kiệm vì muốn cậu ra nước ngoài học để hơn người. Thi thành tích như vậy sao xứng với cô, là cô không đủ nỗ lực hay sao? Cậu không cần phải làm gì cả rồi, chỉ làm cho tốt mỗi việc học tập lại khó vậy. Vậy mẹ đi thi thử xem được bao nhiêu điểm. Những cuộc cãi vã như thế thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Đã muộn rồi mà gọi vẫn không thấy con trai đâu. Tâm Liên định mở phòng thì không được nên tưởng con trai nhét cái gì vào lỗ chìa khóa, bởi vì thành tích của con trai như vậy, bố mới không muốn nhìn thấy cậu. Cô vất vả nuôi dạy con như vậy, sao cậu không thể nỗ lực chút cho cô? Sao cậu không thể là một đứa trẻ khiến cô kiêu ngạo? Cậu bé từ bên ngoài bước vào nghe thấy vậy thì hỏi ai mất mặt ai chứ? Mẹ lại vào phòng con à? Cô trốn tránh nói mình đi thay ga giường cho cậu. Cái người chết đó đến tiền bảo hiểm cũng không để lại cho cậu. Có gì mà cậu phải nhớ nhung? Trình Hy không nghĩ vậy, cậu nói đó là đồ của cậu, và khi biết mẹ cậu vứt rồi. Trong lúc tức giận, Trình Hy chạy đến nhà A Kiệt, có lẽ muốn tìm chút sự mong nhớ của cha ở chỗ A Kiệt. Nhưng khi Lưu Tâm Liên tiến đến, Trình Hy lại trốn ra ban công nhà A Kiệt, muốn dùng cái chết để uy hiếp thoát khỏi sự khống chế của mẹ. Đồ của cậu, bà không có vứt, cậu đi theo bà về nhà thì sẽ trả cho cậu. Trình Hy hét lên, cậu không cần nữa, cậu không cần gì hết, cút đi. A Kiệt thấy vậy thì bảo rằng cậu nói chuyện với mẹ mình lịch sự chút. Đây là nhà anh, muốn nhảy thì về nhà cậu nhảy. Nhưng Tâm Liên nghe vậy thì hét lên với anh ấy, cậu đừng nói năng bậy bạ. Nào nhảy đi, nhảy ngay đi. Chuyện nhà tôi cậu đừng xen vào. Trình Hy nói cậu muốn đàm phán yêu cầu. Lưu Tâm Liên cút đi thì cậu sẽ xuống. A Kiệt nhắm chuẩn thời cơ, nhân cơ hội kéo ông cố nội này lại, cuối cùng màn kịch cũng hạ màn. Chập tối, Tâm Liên cầm túi lớn túi nhỏ đến dưới lầu chờ. Ném đồ cho con trai và cấm cậu đừng về nhà nữa. Tâm Liên không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì, mà hai người đàn ông trong cuộc đời mình lại bị một người đàn ông khác giành mất, mà còn cứ chạy đến nhà người đàn ông này. Tống Trình Hy, sao cậu bé lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng đó là người đã giành mất cha cậu, tiền bảo hiểm của cha cậu là cho tên biến thái đó, đây là kẻ thù của họ. Cô hy sinh cho cậu nhiều như vậy. Cậu bé với độ tuổi nổi loạn nói rằng cậu không có bắt cô làm vậy. Tâm Liên ép cậu theo cô về nhà, chỗ anh ta không ở được, anh ta là biến thái đó. Nhưng đáp án Tâm Liên nhận được là không muốn. Nếu như A Kiệt dám động vào một cọng lông của cậu bé, cô sẽ chém anh ta. A Kiệt cho rằng liên quan gì tới anh ấy, con của mình thì đem về nhà dạy. Cuối cùng Trình Hy cũng thành công thoát khỏi móng vuốt của mẹ. Nhưng ác mộng chỉ mới bắt đầu. Đồng nghiệp nói rằng chuyện của hai người, cô đừng chỉ để thụ động như vậy, cần chủ động một chút, cởi mở một chút. Người phụ nữ nghe lời đề nghị của đồng nghiệp, thử giành chồng về. Cô muốn cho chồng xem bộ đồ ngủ mới rất gợi cảm của mình. Anh thích cô mà đúng không? Nhưng đó không phải vấn đề. Vậy vấn đề ở đâu, anh hãy nói cho cô biết, cô làm sai ở đâu, cô đã làm không tốt ở chỗ nào. Người sai không phải cô mà là Chính Viễn, anh thích con trai. Lúc này cô ngơ ra, người chồng sống với mình mười mấy năm, đột nhiên nói mình cong. Đáng thương hơn là, con trai của mình lại đến nhà tình nhân của chồng ở. Con trai Trình Hy muốn dùng tính mạng của cậu để uy hiếp cô. Hết cách, Tâm Liên chỉ đành để Trình Hy tạm thời sống trong nhà A Kiệt. Những ngày tháng sống cùng A Kiệt, Trình Hy từ từ biết được câu chuyện tình yêu của anh và cha. Cũng biết một mặt mà không ai biết của ông. Thì ra A Kiệt quen biết với Tống Chính Viễn sớm hơn Tâm Liên. Lúc đó bọn họ đều yêu thích kịch nói. Tống Chính Viễn là giáo sư âm nhạc trong trường đại học, cho nên bọn họ thường xuyên tập luyện, từ từ có tình cảm với nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Nhưng cho đến một hôm, Chính Viễn nói rằng anh cần một người vợ bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, sau đó biến mất trong thế giới của A Kiệt. Ngày kết hôn, A Kiệt chỉ có thể đứng nhìn từ xa tận mắt chứng kiến người vợ bình thường mà Tống Chính Viễn nói cũng chính là Lưu Tâm Liên. Âm thầm chúc phúc rồi sau đó rời khỏi. Những ngày tháng không có Tống Chính Viễn, mỗi ngày đều như vạn năm. Cho đến một ngày 3 tháng trước, hôm đó anh đã quay trở lại.
Tống Chính Viễn biết mình bị ung thư, ngày tháng không còn nhiều, muốn trong những ngày tháng cuối cùng là một bản thân chân thật. Nhìn người đàn ông trước mắt, tất nhiên A Kiệt rất hận. Lúc anh đi thì kiên quyết dứt khoát, lúc đến thì lại nhếch nhác, khó coi. Nhưng hận và yêu, đâu phải là đối thủ, cuối cùng hận vẫn yêu. A Kiệt bắt đầu tận tụy chăm sóc người đàn ông trước mặt, giúp anh tắm rửa, cùng anh cắt tóc, đút anh ăn bánh bao nhỏ, cùng anh nhìn con tan học. Nếu như không thể cùng nhau sống hạnh phúc, có lẽ những ngày cuối cùng trong cuộc đời, hãy biến thành một vạn năm vậy. Một vạn năm chính là khi có một người nói với cậu, anh ấy muốn làm người bình thường sau đó rồi xa cậu, bắt đầu mỗi ngày sau đó, chính là một vạn năm. Còn về tiền bảo hiểm, A Kiệt lại không hề biết gì, cho đến hôm đó nhân viên bảo hiểm gọi điện thoại đến, anh mới biết người hưởng thụ mà Tống Chính Viễn nói chính là mình. Không có tâm liên làm nhảm, Trình Hy xem A Kiệt như là người nhà. Con trai không đi, vậy thì mẹ chỉ đành xách túi lớn túi nhỏ đến, có rau hữu cơ, canh cơm ngũ cốc. Cô đã làm cả rồi, buổi tối Tống Trình Hy quay về A Kiệt hãy hâm nóng cho cậu ăn. Cô dọn dẹp ngôi nhà lộn xộn của A Kiệt, nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh nói cô đừng động vào đồ của anh. Lời vừa nói ra, căn phòng lập tức yên tĩnh. Người đã không có mặt từ lúc bắt đầu câu chuyện, thì ra vẫn luôn vây quanh họ. Tâm Liên im lặng rất lâu, cô cảm thấy ông trời không công bằng. Hai người đàn ông của mình đều bị A Kiệt giành mất. A Kiệt nói rằng anh ấy không làm điều đó. Tâm Liên cảm thấy thật chớ trêu nói anh ta không cần giành cũng có hết. Buổi tối, A Kiệt bắt đầu giảng giải cho thiếu niên phản nghịch này hy vọng cậu sớm về nhà. Cậu liền nói ra thắc mắc trong lòng, vậy tại sao cha cậu không về nhà? Đột nhiên A Kiệt hỏi cha cậu dọn ra ngoài có phải cậu giận lắm không? Ôi câu hỏi nhàm chán gì đây chứ? Nếu cha cậu vì một người đàn ông khác mà không cần Tống Hy và mẹ thì chắc cậu tức chết. Biết rồi còn hỏi, ngu ngốc, tôn trọng mẹ kế của cậu một chút. Mẹ cậu đem một đống cỏ đến cậu muốn ăn không? Không muốn. Nghĩ cũng đúng. Buổi tối, Lưu Tâm Liên đi ngang tiệm tiện lợi, mua một bình rượu. Cô uống từng ngụm lớn, muốn làm tê liệt bản thân, mượn rượu cô trách móc. Bản thân làm nhiều việc vì gia đình như vậy cô có gì sai chứ? Tâm Liên nỗ lực làm người vợ tốt, người mẹ tốt. Sau đó chồng cô biến thành gay, con trai mình đến nhà tình địch ở. Vậy cho hỏi đây là mệnh gì vậy? Tại sao mệnh của cô lại như vậy? Tại sao đến tiền bảo hiểm cũng không phải là của cô? Được. Vậy cô sẽ xấu đến cùng. Sự phản công của Lưu Tâm Liên chỉ mới bắt đầu. Rõ ràng người đàn ông này giành chồng của mình. Lưu Tâm Liên này lại giống như bảo mẫu. Đến nhà anh dọn dẹp, chỉ vì con trai bà ở trong nhà tiểu tam này. Đồ đạc phải đem ra ngoài phơi, vỗ vỗ, sao anh ta lại dơ bẩn vậy chứ, máy hút ẩm phải mở mỗi ngày. Dọn dẹp xong mọi thứ, Tâm Liên không quên dặn dò vài câu, nhắc anh ta bảo con trai đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng A Kiệt đã không còn kiên nhẫn, muốn đuổi Lưu Tâm Liên đi, nhưng không ngờ cảnh này, lại bị mẹ của A Kiệt nhìn thấy. Thì ra mẹ Cao vẫn luôn lo lắng giới tính của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, phải nói là vô cùng vui. Hai người trò chuyện trên xe buýt, mẹ Cao vui vẻ lấy lòng con dâu tương lai này. Bà đưa danh thiếp của mình cho cô, rồi quay sang nói chuyện của A Kiệt. Anh cậu mất từ nhỏ cho nên A Kiệt là con một, tính cách cũng như con nít không lớn được, vất vả cho cô rồi. Tâm Liên thử giải thích, nhưng trong mắt mẹ Cao, giải thích là che giấu. Nào ngờ, danh thiếp bà đưa lại là pháp bảo để Tâm Liên lấy lại tiền bảo hiểm. Hôm đó, A Kiệt tập luyện buổi kịch nói cuối cùng, nhưng đột nhiên, Lưu Tâm Liên tức giận xông đến. Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất của mẹ mình đúng không? Nếu như không muốn mẹ cậu suy sụp trong vòng 3 ngày tôi phải nhận được tiền bảo hiểm, không thì tôi sẽ cho mẹ cậu biết con trai bảo bối A Kiệt là tên gay không biết xấu hổ. Trình Hy đứng trước cửa nghe vậy liền hỏi sao mẹ lại tham tiền như vậy? Cho nên mẹ gả cho cha con là để chờ tiền bảo hiểm sao? Cô chẳng muốn giải thích mà thừa nhận, cô đang chờ tiền tiết kiệm của Tống Chính Viễn. Trình Hy thất vọng tại sao bà lại là mẹ của cậu? Đúng vậy tại sao chứ, cô cũng muốn biết là vì sao? Cảm xúc bị đè nén suốt 3 năm của Lưu Tâm Liên cuối cùng cũng bùng nổ. Nên cô không muốn nhẫn nhịn nữa, Lưu Tâm Liên tìm đến mẹ Cao trên danh thiếp. Mẹ Cao nhiệt tình tặng cô một món quà, cái này tôi không nhận được. Tâm Liên cũng không thua kém, tặng một món quà gặp mặt. Cho nên Tâm Liên càng không thể nhận vì cô không phải bạn gái con trai bà. Con trai bà là gay, và là người giành chồng của cô. Mẹ Cao đứng ngây ra tại chỗ. Sau khi đã nói ra hết những khó chịu trong lòng, Tâm Liên lại đi thẳng đến chỗ bác sĩ tâm lý của con trai. Cô hỏi rằng cả cô và con trai đều tìm cô khám thì có thể rẻ hơn chút không? Bây giờ nghĩ về khoảng thời gian đen tối đó, là bọn họ ép tôi. Cô kể lại quá khứ mà mình đã phải chịu đựng. Tống Chính Viễn, con trai cô phải khỏe mạnh trưởng thành, cho nên anh không được nói gì với Tống Trình Hy cả. Hai người sẽ gặp báo ứng các người có biết không? Đừng nghĩ sẽ ly hôn với cô. Mười mấy năm nay, Tâm Liên bị cái lồng hôn nhân nhốt bên trong. Sự bất lực nhói lòng đến nay vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tâm Liên nói hết những cảm xúc chất chứa trong lòng mình nhiều năm nay, như nước lũ đổ ra. Còn phía Trình Hy, những ngày cậu sống chung với A Kiệt và xem được di thư của cha mới biết được, thì ra Tiểu Tam trong lời mẹ là người luôn chăm sóc từng chút một cho cha trong những ngày cuối đời. Trình Hy lại tìm đến nhà A Kiệt. Cảm ơn anh ta đã chăm sóc cha cậu.
Bên này, Tâm Liên ở trên xe buýt nhận được điện thoại của con trai. Mẹ, mẹ mau đến đây, mau lên. Tâm Liên tưởng rằng con trai xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến. Tới nhà mới biết người có chuyện là A Kiệt. Người ta đòi nợ đến tận nhà, A Kiệt không trả được tiền. Người đòi nợ đánh gãy chân anh ta, Tâm Liên và Trình Hy liền đưa A Kiệt đến bệnh viện. Thì ra từ đầu đến cuối A Kiệt vẫn không đụng đến tiền bảo hiểm. Những ngày tháng cuối cùng của Tống Chính Viễn, cho dù mỗi ngày A Kiệt phải trả tiền thuốc men rất mắc, anh vẫn không từ bỏ việc chữa trị cho Tống Chính Viễn. Nhưng cuối cùng không giữ được người, chỉ để lại một khoản nợ lớn. Là đạo diễn kịch nói, đến tiền lương của diễn viên cũng phải bán chiếc xe mô tô để bù vào. Nhưng anh vẫn chờ đợi ngày sân khấu có lời. Bởi vì ở đây, có ký ức cuối cùng của anh và Tống Chính Viễn. A Kiệt đang băng bột vẫn liều mạng chạy đến sân khấu, bởi vì hôm nay là ngày diễn kịch nói. Còn một hơi thở anh ta cũng phải diễn. Cho dù người đến xem kịch chỉ có vài bóng, nhưng A Kiệt vẫn ra sức biểu diễn, không biết anh ta đang kiên trì điều gì nữa. Bởi vì anh không diễn cho người khác xem, mà là cho bản thân một câu trả lời. So với mười mấy năm trước, lần này A Kiệt không còn là người đứng nhìn. Ngược lại Lưu Tâm Liên ngồi dưới sân khấu mới là khán giả của vở kịch Tình Yêu. Tâm Liên nói với Tống Trình Hy, bởi vì hôm nay là 100 ngày của cha cậu. Các diễn viên đều nắm tay nguyện ước, cuối cùng A Kiệt cũng chính thức gửi lời chào tạm biệt đến Tống Chính Viễn. Anh ta ngước đầu lên chỉ nhìn thấy mẹ Cao Cầm Hoa bước ra từ từ trong bóng tối. Bà biết được sự thật, lại vẫn lựa chọn ôm con trai. Yêu có thể chiến thắng hận thù, cũng có thể hóa giải sự thành kiến của thế tục. Ngày tháng sau đó, Trình Hy đã về nhà, mẹ thay đổi rất nhiều. Con trai cũng hiểu sự khó khăn của mẹ mình hơn, còn phần tiền bảo hiểm, Tâm Liên cũng biết A Kiệt cần hơn mình cho nên nhường cho anh ta. Cảm ơn nhé bà thím. Ai là bà thím hả? Hai mẹ con ăn sườn gà vừa nói về âm nhạc. Tâm Liên cho rằng đừng làm phiền nhau chính là sự chúc phúc tốt nhất cho nhau. Đến đây bộ phim kết thúc, bộ phim tên Ai là người yêu anh ấy trước. Xem xong bộ phim, dường như đáp án không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là tình yêu, chúng ta có từng học cách yêu, học cách hiểu nhau, còn về anh ấy, người sai đã mất từ lúc bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé.